Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Sách Khải Huyền, chương 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Văn gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng: Ta là Alpha và Omega. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ephesos, Smyrna, Pergam, Thyatira
Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Chương 11. Hỡi Liban, khá mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi. Hỡi cây thông, hãy kêu la, vì cây bá hương đã ngã, những cây tốt đẹp đã bị hủy phá. Hỡi cây dẻ ở Ba Sang, khá kêu la, vì rừng rậm đã bị chặt. Có tiếng than khóc của những kẻ chăn chiên, vì sự vinh hiển của chúng nó đã bị hủy phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử con, vì sự kiêu ngạo của Giô-đanh đã bị tồi tàn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta phán như vậy: hãy cho những con chiên sắp giết ăn cỏ, những kẻ mua nó giết đi chẳng lấy làm phạm tội, còn kẻ bán thì nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen vì ta giàu có, và trong những kẻ chăn chẳng một người nào tiếc chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: vì ta chẳng tiếc dân cư đất này nữa, nhưng này, ta sẽ phó ai nấy vào trong tay kẻ lân cận mình và trong tay vua mình. Chúng nó sẽ đánh đất, và ta sẽ không giải cứu khỏi tay chúng nó đâu. Vậy ta cho những chiên sắp giết ăn cỏ, là những chiên rất khốn nạn trong bầy. Đoạn ta lấy hai cây gậy, một cây gọi là tốt đẹp, một cây gọi là dây buộc, và ta cho bầy chiên ăn. Chỉ trong một tháng, ta diệt mất ba kẻ chăn, vì linh hồn ta đã nhàm chúng nó, và linh hồn chúng nó cũng chán ta. Ta bèn nói rằng: ta sẽ không chăn bay. Con nào chết, chết đi, con nào mất, mất đi, còn những con nào sót lại thì con này ăn thịt con kia. Đoạn ta lấy gậy ta gọi là tốt đẹp, mà chặt nó ra từng khúc, đặng dứt lời giao ước mà ta đã kết với hết thảy các dân. Nó bị dứt trong ngày đó. Vậy thì những con chiên rất khốn nạn trong bầy là chiên nghe theo ta, biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Ta nói cùng chúng nó rằng: nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta gọi là dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy lấy khí vật của kẻ chăn dại dột cho ngươi. Vì này, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn trong đất này. Kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh, song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Khốn thay cho kẻ chăn vô ích bỏ bầy mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hữu nó sẽ mù cả. Chương 12. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo thần trong mình người ta, có phán như vậy: này, ta sẽ khiến Jerusalem làm chén xây sẫm cho mọi dân chung quanh, và khi Jerusalem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa.
xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi, và kẻ cưỡi nó phải điên cuồng. Ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa và đánh mỗi con ngựa của các dân cho mù đi. Bây giờ, các trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng: Những dân cư Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa. Chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh, và dân cư Jerusalem sẽ lại còn ở chỗ mình, tức là Jerusalem. Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa, hầu cho sự vinh hiển của nhà Đa-vít và sự vinh hiển của dân cư Jerusalem không dấy lên trên Giu-đa được. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem, và trong ngày đó, kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đa-vít. Nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimmon ở trong đồng bằng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Levi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ Shimei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó riêng ra. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.